đi nay mình đi đâu lắm? Đâu dựng thơ xem phim được không? Thơ An là Lý Thành. Vinh. Anh Trường. Đây là cô Bi. Bây giờ mình sẽ chờ xem phim. Để chụp cái vé này. Đây là những khuôn mặt, những khuôn mặt của làng gạo cội Thành. Đó, giờ đi xem phim nguyên vàng vậy nè. Thương quá mày. Sau khi xem phim anh Noel sao An? Đây cũng như bắt bê bình thường. Đúng rồi, mà có thằng la làng thôi chứ có gì đâu. Sao cô biết? Không hay gì cả. Không hay hả? Con em Phong. Tôi nói thiệt các bạn là nói giờ tôi không có sợ ma, báo phim này rất bình thường. Ok. Ồ vậy hả? Vinh sao Vinh? Thích giọng xem nè. Sao anh Dương? Cảm giác sao? Bây giờ mình sẽ đi ăn bánh ép Huế ở gần Aeon Tân Phú luôn. Các bạn có không mà? Các bạn. Thì anh em tụi tôi. Tôi nhiều lắm. Cô Bi. Đúng. Ê che bà cam vậy. Đó. Sao đây là Lý Thành. Và anh em tụi tôi cùng nhau đi đi ăn. Bánh ép Huế. Let's go. Cái đó cô làm bằng bột gì cô? Huế. Cái này cô làm bằng bột gì á? Bột lọc. Bột lọc hả? Dạ. Sao lại bỏ trứng vô cô? Quay trời. Món hành của con có gì vậy chồng của cô? Có hành gì? Gia vị đó. Dạ. Đây là thịt đúng không cô? Thịt gia vị. Đây là nước mắm, mắm. Đây là mắm nêm hay là mắm cá gì con? Mắm nêm. Dạ. Hương ngọt Huế, nước mắm Huế. Chắc này là món đặc trưng của con hả? Mắm nêm hả? Ủa cô bán đây lâu chưa? Bán một năm rồi. Dạ đúng rồi, con mới có địa chỉ qua đây lần đầu tiên luôn á con. Bánh nem gai vậy nè anh em. Đó, nhìn hấp dẫn không? Bỏ sa tế vô mèo ơi. Sa tế này ngon nè, sa tế này ngon hơn. Trời ơi, ăn luôn chứ em. Ăn chứ đi. Ăn đi anh em. Mình ăn bốc đi chứ. Đâu cuốn chấm thử cái của Bi. Đâu chấm thử cái của em. Thôi đừng có quay. Có sao đâu, khùng. Ngại gì, lớn rồi. Đâu chấm cái coi. Máy bay tới. À ok coi. Nó bén lắm à. Sao phải ăn mấy cuốn rồi? Sao giờ? 6 cuốn. Có ý nói là cảm nghĩ của anh. Ngon. Ăn ba cái đầu ngon, ăn ba cái sau ngán quá. Dạ. Yeah. Ngán quá mình ăn hết. Thôi, mình ăn có một cái rưỡi thôi mà mình còn một chén mắm thì nè, còn ổng ăn nè trời. Nè mấy cái rưỡi không? Rưỡi chục cá rồi mấy bạn. Chê lắm. Hay đây là hai bạn chê nhiều nhất ở đây. Tới rồi Hạnh. Nó đi. Ngon món ngon quá. Người ta xin có một miếng đường nè, mà xin một hũ. Chơi đi em. Ôi, còn chị đâu? Còn chị đâu? Quá đáng thiệt luôn á. Không biết ăn không. Trời ơi,
Ok. Thanh niên cuốn cuốn bánh với lại dưa leo với lại giá. No quá. Qua đi ăn bạch tuộc thôi. Ăn hết 32 cái mấy bạn. Hết 140. 8 thằng ăn có 140 thôi. Ăn ngọc. Anh em tụi tôi đã tới quán đồ nướng Kiên Giang. Rồi. Bạch tuộc Kiên Giang. Ba cái luôn. Let's go. Đây là menu của quán nè anh em. Và tụi tôi đã kêu bạch tuộc nướng lớn, bạch tuộc nhúng giấm lớn, chảng dừng nướng lớn, mực năng sữa nhúng giấm lớn. Này ơi sao do đi đường xa quá, 8 thằng 8 lon Pepsi. Đây là phần bạch tuộc nướng. Trời ơi nhìn lợt miếng rau găm ra. Đó, nhìn nó sáng ghê không? Nhìn nó sáng ạ. Thấy hấp dẫn. Ok, tuyệt vời. Thôi bây giờ anh em tụi tôi sẽ ăn đợi hai dĩa nữa. Hai món tiếp theo anh em sẽ thấy. Mùi gì cho anh được? Ok, quá ngon rồi, quá ngon nhìn màu rồi. Đâu mà gặp ăn gấp thử cảm nhận coi. Nước chấm vào. Nè. Miếng mực nè các bạn, nhìn nó ăn vô chua chua. Nó giòn tan. Như chết đi sống lại. Chảng dừng các bạn, chảng dừng nướng. Thử miếng coi, mình thử miếng thôi. Đây cảm nhận của mình nè. Lấy đũa nha. Cảm nhận của mình. San san. Ngon quá. Ăn cái quán này cũng ngon. Dạ. Mấy bạn coi ta muốn nhân viên rồi mấy bạn biết quán đông cái nào không? Nhân viên nóng luôn. Giờ chưa phải là giờ cao điểm. Giờ chưa cao điểm. Tiếp theo vẫn là mực. Này là mực mực gì người ta? Mực rang. Mực tươi. Đâu mình thử cái cảm giác rồi ăn thử coi nó làm sao các bạn. Mực rang. Chấm thử miếng muối xanh nè. Giòn giòn quá. Anh ăn cũng không mập nổi đâu. Để em ăn cho. Đây. Sau một lần ăn tính toán là cái này 548.000 tiền ăn ở đây, 300.000 tiền ăn đem về, 4 triệu ăn no nóc này sạch no nóc. Nói chung đồ ăn đây mấy bạn ăn là 8 người bao ngon luôn, má nò quá. Đây địa chỉ quán 171 kênh Tân Hóa, phường Hòa Thạnh, quận Tân Phú. Giờ đi về. Let's go. Ngon miệng quá chú ơi. Không, lỡ lần nào là cảm ơn lần đó à. Dạ.